Hello everyone. Ok, PVZ tựa game đầu tiên của ngày hôm nay nhá. Tiếp cho 26 này. Chăm thì không dùng đâu. Go. Nhanh thế, nhanh thế ai chơi được. Nhanh quá không ai chơi được. May quá. Bốn màn liên tiếp. Quá kìa. May quá. Cắn tôi à? Ui, khổ thế chưa? Mày dính đạn chưa? Láo à? Khó 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 khó. Khó thế nhỉ? Yeah.
Dính trưởng nha. Có thế cơ đấy. Ok mọi người ơi, để qua tựa game này nhé. Let's go. Ok, màn đầu tiên nè. Ui, ghê quá đi mất thôi. Lại một lần nữa nha. Tại mắt mình kém sao ấy, không né được kim. Mắt mình kém quá không né được kim mọi người ạ. Ui, sao cứ hành mình vậy? Một ván nữa nha. Chơi game toàn thua này. Ui, không ổn rồi. Mình nhiều người vây quá. Ui sao thế lại trúng được nhỉ? Không chơi nữa. Qua game khác. Thế mà trúng được vậy. Lạ thật đấy. Shopping nha. Let's go. Đạn ba tia đi. Cứ đi thôi nha, không biết đâu. Tiếp tục nè. Đi đi rồi. Biết là lần đâu. Mày à, láo à. Nó đánh mình túi bụi rồi. Ồ, nó chạy thôi. Không cứng rồi chúng nó đâu. May quá nè. Ui. Sàn tốt nha. Nó đục phát lên là tung xe luôn. Trời ơi. Bàn đầu tiên nè.
Ê, đuổi à, pa đi cơ à? Đuổi làm sao được? Anh bị làm sao ấy? Không được. Ok quá mọi người ạ. Ui. Ním ly cơ à? Còn khác nha. Con nó báo từ đầu tí đi. Ô, con này không được, con thẻ lửa đi. Tại đây. Tại đây, anh cho cưng biết mùi vị của đời. Ở châu vậy. Mùi vị của đời. Con ác ma đi. Ô Lan à, thôi qua game này nha, xong đến for gan. Ok, let's go. Game hay nha. Cuộc đua kỳ thú. Lâu lắm mình về top 1 rồi ấy. Có tăng tốc. Ê, ông cháu à, chơi quả ghê đấy. Ui, hai ông cháu cái ghê thế nhỉ. Trả đũa luôn. Láo thật. Tăng tốc đi. Không phù hộ rồi. Tạm về vị trí thứ tư. Đùa chứ ông cháu kia làm quả mình kịp xa quá. Lỗi rồi. Ok, vào lại nha. Lại nè. Ok. Điều chỉnh nhận tăng tốc rồi. Con gà mộng mơ nè. Sao cản được ta?
Ui, nhảy quá hay quá mọi người ơi. Đối thủ hay quá, chúng ta phải làm sao? Cơ hội vượt lên chính mình. Ok, for gan nha. Náo à. Náo nháo với mình à. Cậu này mình thích nhất đấy. Cậu này mình chơi hay thắng. Ok. Mày con. Ý, bạn này ghê quá. Ui, chém nó đi, khứa đi. Chúa đen ơi. Ui, ăn nguyên một nả chúa ở mồm. Hay quá đi. Đạn pháo gì mà gớm vậy. Hay quá, thắng rồi. Thắng chắc, có còn gì nữa. Team out, hết giờ. Cả chiến thắng là cả. Được gáy. Ok, tiếp theo. Ấy ghê vậy. Đối thủ đang sự vượt trội của đối thủ. Ấy mày à con mày náo à, chạy yêu ơi. Nhanh. Ây, gồm nha. Đao hòa. À. À. Cẩn thận kìa. Thấy chưa? Đã bỏ cẩn thận rồi. Thôi lần này thua rồi còn gì nữa. Thua rồi mọi người ơi. Bom kích nha. Bom kích đi. Bom kích là hay. Mình cắn thì rõ. Lấy lại tinh thần đi. Đúng không mọi người? 77 nha. Mày láo à. Gãy cánh chưa? Màn 2 này. Chưa kịp bay, chưa kịp cất cánh.
Khó vậy ta? Ok. Mất hai quả bom để đục tường. Ngày 2 sao thôi. Bản tiếp theo nhá. Ghê. Ghê vậy. Ghê quá. Mình cần phải chơi lại. Không hay. Khó thế nhỉ. Đây là còn 2 quả 3 quả bom này. Đánh làm sao thì đánh. Quá nhỉ. Mày không còn gì để mất rồi. Ta đã không còn gì để mất thì mày cũng xác định đi. Ok. Tạm ổn. Ok. Game cuối ngày. Tương tự thôi. Tương tự. Ok, vào game. Đây đi. Chiu chiu chiu. Ui ôi ôi, xa thế. Mười bảy độ.
18 độ nha. Gãy ngựa. 19 20 độ. Wow, nó nhảy lên đây lận. Không trúng à? Năm độ đi. Ui. Ồ rồi. Ồ một tí nào rồi đấy. Đây, kết liễu nó nha. Finish him. Feminine game. 21. Headshot. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Bye bye mọi người. Gặp mọi người video sau.